Từ đầu năm đến nay, thủ đô Bắc Kinh đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm cúm H7N9. Ca mới nhất được xác nhận vào ngày 5 tháng 2 là một người chăn nuôi gia cầm sống ở ngoại ô thủ đô. Bệnh nhân trước đó đã tử vong hôm 31 tháng 1. Các trường hợp còn lại gồm 2 bệnh nhân nam trên 60 tuổi ở tỉnh Giang Tô, một bệnh nhân nữ 61 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam và một bệnh nhân nữ 36 tuổi ở tỉnh Quảng Đông. Các bệnh nhân đều tiếp xúc với gia cầm sống trước khi lâm bệnh. Mặc dù số trường hợp nhiễm mới cúm H7N9 ở người đột ngột tăng mạnh, song Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc mới đây đã ban hành một thông tư hướng dẫn, trong đó giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm so với mức độ đưa ra trong năm 2013. Tuy nhiên, theo đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc, sự lây lan virus từ gia cầm sang người rất đáng lo ngại. Do đó, nước này cần phải tích cực trong việc ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh do cúm gia cầm gây ra.